bây giờ bảo sang máy này đánh này, máy này đổi nhiều rồi. À, đổi máy à. Đổi sang cái máy con trâu rồi. Đời máy con trâu này lâu lắm không chơi rồi. Tần số của nó này 1/113 này, lỗ bát lỗ chín cái to và 6 cái nhỏ này. Tần số đang đẹp này. Nó bảo mình sang đây đánh này. À, sang đây đánh. Máy này lâu lắm đánh rồi. Đổi bao nhá. Cho một xèng vào này. Đổi bao này, đổi bao này, đổi bao này, đổi bao này. Đổi bao nào, đổi bao nào. À nếu đổi bao, nếu mà đổi bao là cái này nó sẽ 17 nhá, nhưng mà không đổi bao thì không biết được. Cái này thì chỉ là khó, mình không nhìn quen. Ok. Ấn quả đầu tiên nổ luôn, ba nhà bè luôn, nhớ hiểu không? Ai vẫn 6 sen nhá, nhưng mà xe này còn cực này thôi. Đây còn tầm khoảng 3 sen nữa, vẫn lỗ 1 sen. Mấy tiếp. Bán còn 6 sen này. Xe nó chưa nhiều. Đúng chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
phê rồi. Đã định đi về luôn. Còn đứng không đồng luôn này. Đã đổ mò, đổ mò rồi. Cứ 4 xe là mới đổ ấy. Bắt xe rồi. Thank you.
áp đổi bao thôi, đổi bao thôi đó, đổi bao thứ hai là 3.7 này. Đổi bao thứ hai là 3.7 đó, anh em thấy chưa?
tiền đấy.